Em xin chào tất cả các bác. Em vừa sưu tầm được một chiếc điện thoại để bàn số quay hay chung chén bằng đồng dòng cổ xưa. Chiếc này đẹp long lanh luôn các bác ơi, đáng để cho các bác sưu tầm nha. Dây phía sau cái rắc nó còn nguyên luôn nè. Về các bác vào mạng thì cái việc cắm vô cáp mà sử dụng ha. Dòng này nó có hư hao rồi ha, đẹp 7 màu nha các bác. Em tháo sẵn để cho các bác xem bên trong nè, quá trời đẹp luôn, hoàn tré luôn. Từ cái tủ này luôn nè, hai chung chén bằng đồng nè. Khi qua mạng á có điện thoại đổ tới đây gian gian nè, càng lớn lắm nha các bác, nó sử dụng bằng điện từ á, cái từ trường quá đã luôn. Thầu đẹp như thế này thì ít có nha các bác, sưu tầm những sản phẩm đẹp không này, quá trời đã luôn. Phía dưới nè nó có cái này để điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ nha các bác nè, nó xe xe nè, dàn sát như đây nó có ghi cái hình tam giác nè, càng nhỏ về bên qua đây thì sẽ càng nhỏ. Lành tích nha các bác. Rồi bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại nha, 0918120267, và đây là chính là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em nha, để có thể các bác thêm được nhiều sản phẩm khác bên Zalo của em và chi tiết hơn nữa. Em kết thúc video, chào các bác.